Rồi tôi xin chào tất cả em cần rủ đó mới cá từ Tổ quốc. Hôm nay tụi mình một clip gồm 22 câu nha em. Thì 22 câu này toàn bộ là câu gút. Thì có 3 cây này là 3 cây súp. Rồi đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Nhà bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán nè. Lẩu không clip lên á thêm sang lại. Rồi cảm ơn em. Thứ nhất tham khảo. Thì cái thứ nhất em lên cho mọi người một cây cần gút nha anh em. Đó, cây cần gút cứng 30 dài 2m4. Thì cây này sẽ bộ phen là phen Fuji. Phen Fuji. Tất cả phen đều ok cho anh em mọi người, không nứt bể. Bu là bu Fuji luôn nha. Thì bát là bát thường, thì khúc này hình như nó bị rỉ nè. Anh mới nhật Ấn Độ lên nè, đó, đánh keo lên nè. Rất là chắc nha mọi người, đó, rất là chắc luôn. Cái này thì em không biết bị gì. Hàng về sau để nguyên zin gì luôn. Thì cái này nó về chịu khó vệ sinh lại giúp em nha. Đó, chắc lại luôn liệu carbon. Sẵn nha mọi người. Đó, carbon sẵn. Cái này định vị nè. Các bạn sẵn gần gút nha. Thì cây cứng 30 dài 24 thì anh em câu cha chép thoải mái rồi. Nó câu trên ghe, trên bè, trên thuyền. Rất nhỏ, gọn, nhẹ nha anh em. Có thể câu lô cũng được, câu phi cũng ok. Thì cái này nặng là 165g, đọt 2 ly 2, cứng 30 dài 24, thu gọn là 90cm. Giá cây công khai số 1 giá là 500 nha anh em, 500 cộng ship. Tiếp theo cây số 2. Thì cây số 2 em lên mọi người một cây cần của Daiwa. Thì cái này Daiwa thì cây này cứng 20 dài 3m3 nha mọi người. Đó, cây này anh em đặt rất là nhiều nè. Đó, Daiwa. Thì một cây cần rút. Phen là phen Fuji, loại xám. Fuji hết nha mọi người. Đó. Hàng nguyên zin, bát là bát Daiwa Fuji. Thì cái này chất liệu carbon sẵn hai da nha. Đó. Rất là đẹp luôn. Đây, đó. Dài 3m3, cứng 20. Cái này anh em câu hanh cháp thì khỏi nói rồi, khỏi bàn. Đó. Anh em nào câu phi cũng được, rất là ok nha mọi người. Quà sẵn nha. Cần thì nguyên zin, không độ chế gì hết. Đọt màu trắng nha mọi người, đọt trắng. Rất là nảy nha. Thì cái này nặng là 135g, đọt 1 ly. Thu gọn là 76cm. Giá công khai cái số 2, giá là 750k nha mọi người, 750k cộng ship. Ok, đây qua. Tiếp theo cái số 3. Cái số 3 em đến cho mọi người là một cây cần của Shimano, Bata Bata Fuji, phen là phen Fuji. Đó. Phen lỗi xám nha mọi người, Fuji lỗi xám. Thì tất cả phen đều ok hết, không lỗi gì hết nha mọi người. Bullshit. Thì cây này cứng là nó cứng 30 dài 2m1. Đó, cứng 30 dài 2m1 thì anh em có thể lấy cái này làm đi lua cũng được. Đó, câu lua. Câu trên ghe, trên bè, trên thuyền. Chất liệu là chất liệu carbon. Thì cái này bát bát Fuji đời cao, được sản xuất tại China. Đó, mã có đầy đủ nha. Thì cần có xuất sắc li ti nè. Đó. Tổng thể trong này đẹp nha mọi người. Đó, carbon sẵn. Đó, sẵn gần gút nha. Đẹp khó chê. Đọt sẵn carbon nha mọi người. Phen ok hết nha, không lỗi. Thì cái này nặng là 111g, đọt là 1 ly 7, thu gọn 77cm. Giá công khai cái số 3, giá là 700 nha mọi người, 700 cái số 3. Cứng 30 và 21. Tiếp theo cái số 4. Thì cái số 4 lên cho mọi người một cái cần rút. Cái này được Korea sản xuất nha, cái cần của Daiwa nha anh em. Cái Daiwa được Korea sản xuất. Thì cái Daiwa này nó cứng 20 và 24 nha anh em. Cứng 20 và 24. Bát là bát thường. Đó, bát là bát thường, bát của Daiwa, bát hãng. Phen là phen Fuji loại xám. Thì có một phen này bị lai nha mọi người. Nó phen này bị lai. Tất cả phen còn lại ok hết, không lỗi lầm gì cho nha mọi người. Đó. Bụt xám. Đọc trắng nha mọi người, đọc trắng thì tự tin. Phôi vẫn là phôi carbon xăng ít. Đó. Phen chạy khá ok nha mọi người. Đó. Thì cái này cứng 20. Thì rất là thích hợp dạng anh em câu cảm giác, câu phi, câu chép. Câu thanh, cháp, thoải mái nha. Thì cái này... nó bị lai một phen rồi nên giá nó cũng rất là mềm hơn. Thì cái này nặng 125g,
đọt là 1 ly mốt, thu gọn là 110 cm, giá cây số 4 giá là 600 nha nè, 600 cộng ship thôi, phôi sẵn carbon thành ra đó, rất là ok nhé. Tiếp theo là cây số 5. Cây số 5 lên cho mọi người quẳng một cây cần rút, thì cây này một cây cần của, để em xem cây này của ai sản xuất, phải sụp gì đó, một cây sụp lở nha mọi người đó. Chất liệu của chất liệu carbon, cây một cây em lấy từ thị trường Nhật quê đó, chưa biết luôn. Thì bát là bát Fuji FX6 đó. Phen là phen Fuji loại xám, rất là đẹp nha mọi người, phen Fuji loại xám. Chất liệu là chất liệu carbon, ở trong còn rất là mới nha. Thì cái này để trên ngọn, trên cần là cứng 15, dài 27 đó. Anh em câu lua cũng được, câu hanh cháp dạng cảm giác, câu chép cũng rất là ok nha. Carbon sẵn đọt mọi người, đọt nó carbon sẵn găng guốc nha. Phen Fuji hàng nguyên chin nguyên bản đó. Phen đây là phen Fuji loại xám nha, chân đen nha mọi người, ở trên đây chân trắng carbon sẵn. Ngoại hình tổng thể còn nhìn khá là ưa nhìn nha mọi người, khá là ok. Thì cái này nặng là 157 g, đọt 2 ly, cứng 15, dài 2m7, nặng một, thu gọn 100 cm, giá công khai cây số 5, giá là 650k nha mọi người, 650k cộng ship. Tiếp theo cây số 6, thì cây số 6 lên cho mọi người vẫn là một cây cần dạng ship, cần rút nha nè, cần rút dạng con ngâm. Thì cái này cứng 20, dài 3m6, thì cái này dạng chiên chép về, chiên chép, chất liệu vẫn là chất liệu carbon, Benzo Vision, Batabat Pussy FX6 Japan, cái cần rút lấy từ chương trình nội địa, fan là fan Pussy chứ nhưng mọi người, fan Pussy loại xám hết. Thì tất cả các fan này đều ok hết, không lỗi, carbon sẵn đó. Thì cái này dài 3m6, cứng 20, thì chỉnh cho anh em câu lăng xe nha nè, câu lăng xe, câu chép rất là phê nha. Đó. Câu cha cũng được, câu cha, câu phi, đọt carbon sẵn nè mọi người, carbon đỏ nha, rất là đẹp luôn, hàng Fuji. Thì cái này nặng là 245 g, đọt 2 ly, thu gọn 100 cm, giá công khai cây số 6, giá là 800 nha mọi người, 800 cho cây số 6. Tiếp theo lên mọi người là cây số 7 nha mọi người. Thì cây số 7 lên cho mọi người một cây cần của Nissin. Thì cây Nissin này dài 3m3, độ cứng cây này nó gây đâu đó tầm khoảng 50 nha nè, 50 đến 80, khá cứng luôn á, đọt khá là to, đọt chà bá luôn nè, carbon. Thì fan cái này vẫn là fan Fuji loại xám, Batabat Fuji FX7 Nissin hàng nội địa. Thì tổng thể ngoài hình đây mọi người, có xước sát li ti nha, xước sát dâm li ti, chất liệu vẫn là carbon sẵn, lỏng trên đây thì đẹp rồi, carbon sẵn hai da nha, dạng này sẵn hai da rồi, cuộn cuộn luôn, đọt là khỏi chơi đó. Rất là ok cho mọi người. Thì cái này thích hợp cho anh em câu lăng xê, câu cha, câu chép đó. Thì cái này nặng là 250 g, đọt 2 ly, thu gọn là 95 cm, giá công khai cái số 7, giảm giá luôn, xuất sắc quá, giá là 900 nha anh em, 900 cây số 7. Tiếp theo cây số 8, cây số 8 lên cho mọi người một cây C-Bass, C-Bass. Thì cái C-Bass này là một cây cần rút dài 3m9 nha anh em, dạng cũng như xúc lở rồi đó. Dạng này cho anh em câu bạc bãi nha, chất liệu vẫn là chất liệu carbon, đọt cái này đọt 2 ly 3, đọt khá là cứng, khá là bự, đọt cái này cỡ 30 phôi, phôi carbon khá là mới nha đó. Thì cái này anh em có bạc bãi nha, bạc bãi
mọi người. Lỗng này thì sơn nó bị lớp sơn bóng nó bị nổ nè, đó. Nhưng không ảnh hưởng gì chứ phôi cho mọi người, phôi thì bao chắc nha. Đánh vô tư. Đọt nó đây, đọt cực bột sẵn. Phen bát thu si, ok hết. Thì cái này nặng là 294g, đọt 2 ly 3, thu gọn 11cm. Thu gọn là 111cm. Giá công khai cây số 8, giá là 800 mọi người, 800 cây số 8. Bát tầm bát hãng nha nè, bát hãng. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 em lên cho mọi người là một cây cần của Korea sản xuất. Đó, thì cái này cứng 50 và 3m9. Thì cái này thích hợp cho anh em câu bạc bãi, câu chép. Đó. Anh em có thể câu lục đầu cần cũng được. Fuji nha anh em. Đó. Bát tầm bát Fuji, fan là fan Fuji. Tất cả fan đều chỉnh hết cho nha mọi người. À, tất cả fan đều chỉnh hết, không vẽ fan nào hết. Đó. Bộ Fuji. Còn khá là mới nha anh em. Đó. Cần khá là mới luôn. Mới tin luôn. Không có xước xác gì nhiều hết. Tất cả phèn cũng ok. Đó. Đọt nó đây. Cục này nó sơn màu trắng nè để phát tín hiệu cho anh em. Cái này làm nhám nhám để giữ cái mấy cái phèn này nha mọi người. Đó. Đây cũng vậy. Hàng nguyên zin, nguyên chuẩn. Chuẩn nguyên kiện luôn. Đó. Mới keng. Lóng góc, lóng gần góc mà nó còn mới thế này thì khỏi chê rồi. Nó nước nữa. Đó. Đẹp nha mọi người, càng đẹp. Thì cái này nặng là 330g, đọt 2 ly. Cứng 50, dài 3m9. Thu gọn là 97cm. Giá công khai cây số 9, giá là 900 nha. Tiếp theo cây số 10. Thì cây số 10 cũng lên cho mọi người một cây hàng hệ. Thì cây số 10 ra cho mọi người một cây hàng hệ của Daiwa. Thì cái này cứng 80, dài 3m, chiều dài rất là chuẩn cho anh em săn hàng. Đó, đánh bao lực. Sở bộ phen và phen ISO biển, dạng phen cầu biển nha mọi người. Đó, rất là dày. Dày mà mới nữa. Thì cây này một cây cần carbon wicker. Đó. Dòng carbon wicker dạng carbon 2 da, săn ít. Khỏi chê, sáng ít nha nè, rất là đẹp luôn, cần xước xác ít. Sáng ít rất là đẹp nha. Cây này cho anh em chiên cha, chiên câu cha, săn hàng. Các con vít cơ sẵn thế này còn dùng nữa, rất là đẹp. Phen chạy ra phen biển nữa. Đọt đây, đọt là carbon caro, đó, đang rất là dày nhá, bù fuji rất là đẹp, không có chê đâu được. Thì cái này nặng là 350g, đọt 2.8 ly, thu gọn 73cm. Thì giá công khai cái số 10, giá là 2 triệu nha mọi người, 2 triệu cái số 10. Thì anh em chốt ưng thì báo em chụp hình cận cảnh cho anh em xem nhá, rất là đẹp luôn. Ok, săn hàng. Hàng hệ giá công khai số 10 giá 2 triệu nha. Tiếp theo cái số 11. Cái số 11 lên cho mọi người là một cây cần súp, cây cần súp lỡ nha mọi người. Đó. Thì cây này cho anh em đến đặt bãi đến chục đọt cần. Đó. Đến lục đọt cần. Phen là phen Fuji, đó, phen Fuji. Bát là bát Fuji F7. Thì cây này gì? 3m6 anh em, 3m6, hàng Korea sản xuất. Chất liệu là liệu carbon. Đó. Đây, chất liệu carbon nha. Đây, càng xước xác nha, càng xước xác. Lóng trên đây thì đẹp rồi. Đó. Phôi carbon nhìn khỏi che đâu được. Đọt cái này. Đọt trắng nha anh em. Đó. Thì cái này nặng là 290g. Đọt là 2 ly 3, nặng là
thu gọn là 103 cm, giá con cây số 1 giá là 800 nha anh em, 800 cộng ship. Thì cái này cho anh em câu, có thể câu răng xê, câu chép đó, câu bạc bãi, lục đầu cằm. Tiếp theo kèo như số 12, thì cái số 12 anh ba cho mọi người là cái Sprint. Thì cái này 20 4 4m5 đó. Thì cái này sản xuất tại Korea, carbon sẵn ít 2 da bát là bát Fuji đai qua. Thì cái góc này góc nhám mọi người đó, có thể chạy tí nè đó, quạo tí nó chạy góc nhám cho anh em cần cần thôi. Phôi carbon sẵn ít đó, cần còn khá là mới, phôi trong còn khá là mới, xuất sắc rất là ít luôn. Bắt gặp fan là fan Fuji nha anh em, fan Fuji loại xám chân đen. Rồi carbon hai da đó. Anh em thích đánh bạc bãi nè, câu lục nè đó, hốt cái này về đánh vô tư luôn đó, rất là đẹp. Đọt đọt carbon. Thì tất cả fan đều ok nha mọi người, bao với anh em bao nước bảy đó, fan ok hết, thôi là chuẩn nè. Cái này 20 4m5, thì cái này nặng là 400 450 gram, đọt 2 ly 4, thu gọn là 102 cm. Rồi giá công khai cây số 12 giá là 1,7 triệu nha mọi người, 1,7 triệu cây số 12. Tiếp theo cây số 13, thì cây số 13 nên cho mọi người vẫn là một cây súp. Thì cây súp này nè, cây súp rô súp lỡ, cây này cứng 25, dài 3m9, vẫn là một cây hàng của Daiwa nha anh em. Cây này một cây hàng của Daiwa, bát là bát Fuji, fan là fan Fuji đỏ xám, fan gặp. Loại này anh em đánh bạc bãi thoải mái luôn đó, có xuất sắc tì tì chỗ này nè đó, đánh lục độc cằn. Còn sẵn nha. Đây, xước đây tí. Cái này xước lớp sân bóng nha anh em, không ảnh hưởng tới phôi. Đọt thì nó sẵn găng guốc rồi. Đọt cái này đánh khá là phê luôn á. Fan bát Fuji nhá. Thì cái này nặng là 336 g, đọt 2 ly 5, thu gọn 108 cm, giá công khai số 13 giá 1,3 triệu nhé. Tiếp theo cây số 14, thì cây số 14 vẫn là một cây súp, súp rô rô vest. Thì cái này 25 4m2, cây 25 4m2, bát vẫn là bát Fuji, fan là fan Fuji loại xám, fan gặp. Tổng thể ngoại hình thì cái này còn nhìn khá là ok anh em, mà xuất sắc ít, hàng của Korea sản xuất. Trong nó còn khá đẹp nè, carbon sẵn nha, xuất sắc đi tí nhẹ nè đó, cặn xuất sắc, so cho anh em xem xuất sắc. Đẹp nha mọi người, đọt cũng vậy, đọt sẵn găng guốc, carbon sẵn mà. Thì cái này nặng là 340 g, đọt 2 ly 5, thu gọn 116 cm. Rồi giá công khai cây số 14 giá 1,4 triệu nha mọi người, 1,4 triệu. Tiếp theo qua đây, qua đây là dàn, bên đây là dàn ISO nha mọi người. Thì cái thứ nhất em lên cho mọi người một cây ISO, một cây ISO dây trong. Thì đây này cứng 3, đọt số 3, dài 5m2 nha anh em, đọt số 3 dài 5m2. Thì đây là cây, một cây Daiwa Grand, cây được sản xuất tại Thái Lan. Tổng thể ngoại hình còn nhìn khá là ok nha mọi người, khá ok, các quan sẵn. Đọc lắm nha, đọc trà bá luôn. Anh em về hạ tay thì cái này ra tầm khoảng 4H 5H nha, đọc sẵn. Cần rất là đẹp nha anh em, sẵn găng guốc.
hoặc bao chuẩn. Thì cái này nặng là 335g, đọt 3 ly, nặng thu gọn 112cm, giá công khai cây số 15, giá là 800 nhé. Tiếp theo cây số 16, thì cái số 16 vẫn là một cái ISO, thì cái này dài 5m3, đọt số 3. Phen này phen ISO, phen lớn mọi người, ISO phen lớn. Bass là bass Kushi, thì cái này một cây cần của Suzumi sản xuất, một cây Korea. Nè. Carbon là carbon sẵn. Đọt nó sẵn. Đây rồi, sẵn gần cuốc nha. Ngoại hình thì rất xuất sắc. Đó. Cái đọc lên đây. Rất xuất sắc nha mọi người. Đó. Sẵn nè. Carbon sẵn. ISO phanh lớn. Đó. Thì anh em thích hạ tay thì mấy cái này hạ xuống ra tầm khoảng 4-5H nha. Đó. Cỡ đó. Cỡ 4H à. Đó. Thì cái này nặng là 365g, đọt 1.7 ly, thu gọn 102cm, giá công khai cây số 16, giá là 800 nha anh em, 816. Tiếp theo cây số 17, thì cây số 17 bên cho mọi người một cây ISO, thì cái này một cây ISO của Osaka gì đó mọi người. Đó, thì cái này là một cây ISO carbon nhé, đọt số 3, dài 4m5, tổng thể ngoại hình còn rất là mới nhé. Nó tổng thể mô hình mới, phan hãng, bắt hãng. Đó. Đó. Carbon nhé. Đây, đọt sáng găng gốt nè. Đó. Cái này mới, tổng thể ngoại hình cái này mới nha mọi người. Đó. Thì cái này nặng là 272g, đọc 1.6, thu gọn 103cm, giá công khai có giá công khai cây số 17, giá là 600 nha anh em, 600 cây số 17. Tiếp theo cây số 18, thì cây số 18 lên cho mọi người một cây cần của Ryobi, thì cây này nội địa nha anh em, cầu cây Ryobi. Thì cây này dạng carbon sẵn hay da đó. Dạng carbon sẵn hay da. Phen là phen xít. Cái này dài 5m4, đọt số 1. Rất là đẹp nha. Carbon hay da sẵn. Rất là đẹp luôn. Ngọn ở trên thì nó sẵn quăng. Đó. Ngọn long phụng nha anh em. Dạng khúc đặt khúc rộng. Đó. Rất là ok nhé. Thì cái này nặng là 180g. Ngọn 0.7. Thu gọn là 100cm. Giá ok cây số 18, giá một giá 900 nha anh em. 900 cây số 18. Thì cái này của anh em câu chép rất là ok anh em, hết bài. Đó. Tiếp theo cây số 19, thì cây số 19 em lên cho mọi người quẳng một cây cần của Ryobi. Thì cái này đọt 1.5, dài 5m3. Cây Ryobi, thì cây Ryobi này được sản xuất tại Korea nha anh em, sản xuất tại Korea. Phen hãng bắt hãng, phen Fuji, bắt Fuji. Đó. Carbon sẵn nha nè. Đó. Thì cái này có xước sát nè. Đó. Cái này xước sát. Được cái là cái này nó nhẹ. Nhẹ tinh luôn. Đó. Sẵn vẫn là sẵn carbon, sẵn vẫn là sẵn gần guốc nè. Đó. Đọt siêu bé. Đọt vẫn là sẵn nè mọi người. Đó. Thì cái này nặng là 201g, 210g, đọt 1 ly, thu gọn 117cm, giá công khai cây số 19, giá là 800 nha nè, 800 cây số 19. Tiếp theo cây số 20,
Cây 20 ôm lên cho mọi người quẳng một cây cần ruby. Thì cây này carbon tít sẽ được sản xuất tại Korea. Thì cái này đọc 1.5, dài là 5m3 nha nè. Đó, bát là bát Fuji Japan, phen là phen xít nha nè, phen là phen xít. Thì phôi cũng là phôi cực có sẵn thôi. Đó, xước xác nè, đó, có xước xác nha. Mấy cây này thì hạ tay thì độ cứng nó gơ đâu đó tầm khoảng 2H nha nè, 2H, 3H. Đó, chiên câu chép carbon sẵn mọi người. Đó, đây cũng vậy, đọt vẫn là đọt long phụng nha anh em, đọt đặc. Rất là ok nhé. Thì cái này nặng là nặng 200, đọt 1 ly, thu gọn 117 cm, giá công khai cái số 20, giá 1 triệu nhé. Tiếp theo hai cây cuối cùng, cây số 22 và cây số 21 và cây số 22. Thì hai cây là một cây, hai cây hàng hệ nha anh em, một cây Shimano, một cây Daiwa. Thì cây Shimano là một cây Shimano carbon Tipower X, là dòng carbon sáng X. Đó, cây được sản xuất tại Korea, bát là bát Fuji. Đó, bát Fuji, phen là phen Fuji, phen Fuji đỏ xám, càng còn rất là mới nha mọi người. Đó, phôi sáng X, Shimano phôi sáng X, càng rất là mới luôn. Lỏng trên đây thì nó sẵn quăng nha anh em, lỏng trên đây sẵn quăng. Đó, đọt nó đây. Đó, đọt cũng là dạng đọt long phụng. Đó, còn sẵn nha mọi người. Đó, thì cái này hạ tay thì ra tầm khoảng 3H. Thì cái này nặng là 201g, đọt 1 ly, thu gọn 102cm, giá công khai cái số 21, giá là 1 triệu 2 nha mọi người, 1 triệu 2 cái số 21. Tiếp theo cây cuối cùng, cây cuối cùng em lên cho mọi người một cây cần của Daiwa. Thì cây Daiwa là một cây Daiwa carbon Vicker, bát là bát Daiwa. Đó, carbon Vicker, thì dòng này dòng nội địa nha mọi người. Phen là phen xít nhá, phen là phen xít, thì phen này bao lỗi nha, bao lỗi bao bể. Thì cái này đọt số 1, dài là 6m3. Đó, đọt số 1 dài 6m3, càng có xuất sắc. Carbon sáng X nè, cái này chiên chép nha. Rất là đẹp luôn. Lóng này thì đẹp rồi. Đó, lóng này thì xuất sắc. Mình trên đây là sẵn quăng nha mọi người, sẵn quăng. Đọt cũng là đọt long phụng. Đó, cái này hạ tay thì nó ra tầm khoảng 2H thôi nha anh em. Đó, 2H thôi. Rồi, thì cái này nặng là 275g, đọt 1 ly, thu gọn 117cm, giá công khai cây số 22, giá là 1 triệu 4 mọi người, 1 triệu 4 cây số 2. Rồi, đó tổng cộng 22 cần em lên cho hôm nay. Nên em ơn cầu chốt làm lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.